Hiện nay ô nhiễm môi trường, trong đó có môi trường nông thôn, đang là vấn đề cấp bách đặt ra với nhiều địa phương. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để từng bước góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 145.000 nông dân tham gia tổ chức hội, đạt trên 70%. Đây là lực lượng quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian qua, bên cạnh công tác xây dựng củng cố tổ chức hội và giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, hội nông dân các cấp còn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ hội viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Với nhận thức bảo vệ môi trường là bảo đảm sự phát triển bền vững, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú như tập huấn, tham quan mô hình, phát tờ rơi và kết hợp tuyên truyền qua sinh hoạt hội, ý thức nhận thức của hội viên trong công tác bảo vệ môi trường đã từng bước được nâng cao. Cùng với đó, hội nông dân tỉnh còn giúp đỡ tạo nguồn vốn để hội viên xây dựng các công trình nước sạch, xây dựng hầm bioga trong chăn nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và các khu dân cư. Đến nay đã có gần 20.000 hộ hội viên xây dựng được hầm khí sinh học bioga trong chăn nuôi. Qua đây, tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm dịch bệnh, nâng cao hiệu quả thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân trong tỉnh còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Các mô hình sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ vào nhà, đoạn đường hội nông dân tự quản, mô hình nông dân phân loại rác thải tại hộ gia đình và nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn đã được hội nông dân xây dựng và nhân rộng. Thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả này đã góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xanh sạch đẹp. Đây là tiền đề quan trọng để thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác này. Phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm từ thực tế đúc rút ra, thì chúng tôi thấy rằng là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Chúng tôi tuyên truyền nông dân là bảo vệ môi trường là phải bảo vệ ngay từ trong nhà. Ngay từ trong nhà mình đến những các công trình xã hội và đến đường làng ngõ xóm cho tới ruộng đồng, để làm sao mà đảm bảo cho đến cả những cái môi trường trong sản xuất, xử lý và bảo vệ các thuốc thực vật cho đến vệ sinh an toàn thực phẩm là gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, gắn liền với phát triển kinh tế và giữ gìn sức khỏe để đảm bảo phát triển cộng đồng. Tin tưởng với những kết quả đạt được và những giải pháp đồng bộ đã đang và sẽ được thực hiện, thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường. Qua đây, tích cực góp phần củng cố, nâng cao vai trò uy tín của tổ chức hội, đồng thời đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh.